nghệ thuật gì đấy? Mamma mia, very terrible. Cười đấy coi. Cái này mà up lên Facebook ấy, cả ngàn like chứ. Amazing, vỗ tay. Lên xe đi sếp, rồi mình đi. Anh tưởng là tôi muốn làm tài xế cho anh lắm hả? Chẳng qua tôi thấy ai cũng bận, mình chấp nhận hy sinh thôi đó. Cô đang tìm cái gì vậy? Sắp tới rồi, anh cứ yên tâm đi. Đó. Tôi bị trễ giờ, tôi giết cô. Lên này lên.